Hi, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với cả trên của mình Mình là Nam đây, ngày may trở lại với anh em ở trên con game thì mà chơi Hôm nay thì mình có một chút ngân sách cũng khá là tầm trung với anh em Mình sẽ lên một tí kèo bên anh em bên này sẽ là may với cái vốn thanh quanh của mình đầu đó là uh, 7 triệu Thì chơi những cái thế cầu như nào là ổn định nhá Mình sẽ tập trung chủ yếu vào những cái con kiểu tài xỉu mini, tài xỉu 30 giây các thứ này kia Thứ nhất là nó sẽ có để đánh được nhiều cầu, nhiều thế cầu hay ho này anh em ạ Cầu vẫn là tài, Cầu này vẫn ra tài. Thử nha. 5 triệu. Thử 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 thử. 12 này. 5 triệu.

thổi xong một hai ba chuẩn chưa quá căng luôn thơm mít chứ làm một thêm hai cây anh em ơi ờ ờ à. Thế này thêm một cây về tài thôi anh em ạ. 2 triệu này, nói chung là tài xỉu mini đánh vậy thôi anh em ơi. Tài xỉu mini cần đánh vậy thôi là mình thấy vui rồi. Tài xỉu mini cần vậy là được anh em ạ. 13 giây. 16 15 14 13 12 11. Cố gắng gọi, gọi là cái tối ưu nhất rồi đấy. một mở lụm luôn chứ còn gì nữa nhảy tiền phát là lụm luôn chứ còn gì nữa An tài phát bỏ tay thôi anh em ạ bỏ tay thôi anh em mình ơi không tham nhất quyết là không được tham người ta thường bảo tham đi đôi với thâm anh em ạ là thôi cứ từ từ bình thản mà mà ấy thôi anh em ạ bỏ tay nha tay này khả năng cao về cầu một, một là cái về xỉu Rồi cứ bình tĩnh thôi Ừ. tại vì thật sự là cái này nó cũng khả năng cao ra giá ấy được nên là mình không dám đánh ấy chứ. Nó ai gọi là gọi là cầu 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 không là cầu khuân lắm. Là mình cứ đánh làm sao hợp lý nhất là được. Ảo à, thật đấy. xíu ra à, tài à. cầu 313 321 à Rồi. Rồi. Thử xem nào 2 triệu tiếp tục nay vốn có bảy cụ thôi mà gấp đôi gần gấp đôi anh ạ tám giây học năm một ba hai một 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nhảy tiền không? Nhảy chứ còn gì nữa Lại bảo chờ bắt cầu không chuẩn đi anh em Lại bảo bắt cầu không chuẩn đi anh em Thấy không? Lý do tại sao tôi chơi với anh em lúc nào mà Thật sự là nhiều ông xem clip của tôi có comment là Thằng này cứ đánh bỏ đánh tay, bỏ tay, đánh tay, bỏ tay Rất là ghét Nhưng mà tôi đánh anh em thấy không? Ăn tiền lia liệu luôn Có thể anh thất vọng không? Cứ tên không rồi Đúng không? Trời ơi Đấy nha, anh em nào mà còn gọi là uh, Gọi là nói này kia đó Thì cứ thử sức anh em nhé Tôi sẽ không bao giờ để anh em thất vọng cả anh ạ Được chưa Ừ uhm. cứ bình tạm thôi cái này bỏ xong đánh tay sau nữa là hợp lý này, anh em ơi là một tay cuối ở tay sau nữa là được rồi chốt lại <laughs> uhm, vẫn là xỉu cầu một ba rồi tay sao anh xỉu nữa à đấy hỏi là gấp đôi vốn thành công ơi giời ơi ơi trời bạn đây rồi cứ như thế này thì làm sao mà phải xoắn một ba bốn năm ba bốn bốn này một hai ba ok chuẩn chưa nét luôn anh em hợp lý luôn anh em ạ Mười bốn giây tại cuối này mình chốt đơn anh Năm bốn ba hai một. Tú chuẩn chưa? Thôi chốt đơn anh em nha. Và anh em hẹn mọi người vào clip tiếp theo.